như vậy. Lâu lâu anh chị là cứ phải xuống dưới nhà tụi em du lịch để xả xì chét. Đi du lịch mà sao mặt anh chị nhàu thế? Em không vui hả? Chị biết gốc gác của thằng đó đâu ra không? Chị muốn nói chuyện với thằng đó. Anh cần tiền để làm cái gì chứ? Mày nhắm mày trốn tôi luôn được không? Bắt được! Mọi người đừng sợ, rắn nước mà cắn không chết được đâu. Con phá nát chỗ này cũng phải tìm cho bằng được tụi nó. Ông mà đụng tới vợ con tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Mày đang tự đề cao mày quá rồi đó. Ủa mày tưởng tao đơn giản như vậy hả? Anh có sao không? Có sao được, bây giờ sao đứng ở đây? Nằm ở một nơi nào đó rồi.